Xin mến chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Chuyện Lạc Ngọng thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục đến với tập 129 của bộ truyện Tiên Hiệp đặc sắc Độc Bộ Thiên Hạ, tác giả Thạch Trư, qua giọng đọc thể hiện Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy một chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate ủng hộ động viên cho Khánh Duy bằng các hình thức đã được ghi dưới phần mô tả. Mời sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng tiếp tục lắng nghe, theo dõi những diễn biến tiếp theo của câu chuyện ngay sau đây. Tiếp theo phần trước, lại nói lúc bấy giờ, Diệp Húc nhắc lại chuyện xưa đã kích thích Ngọc Tiêu một phen, khiến nàng ta nói không ra lời. Nàng ta không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Kiều Kiều nói vài lời hay ý đẹp, nhưng Kiều Kiều lúc này đây lại hận ả tận xương tủy. Qua chuyện này, nàng đã nhìn thấu bản chất của Ngọc Tiêu, tình thầy trò hoàn toàn đoạn tuyệt, đương nhiên sẽ chẳng nói tốt cho ả. Giọng điệu khi nói chuyện của vị Ngọc Hoàng này thật giống bộ dáng xấu xa của tướng công. Ánh mắt của Kiều Kiều chăm chú nhìn Diệp Húc, nhận thấy nhật nguyệt song lân lưu chuyển trên mi tâm của hắn, ánh mắt liền sáng lên. Người khác không biết vì sao Ngọc Hoàng lại tinh thông Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh của Hàn Nguyệt Cung, nhưng nàng thì lại biết rõ. Đó chính là nàng tự mình truyền thụ cho Diệp Húc, chứng kiến Diệp Húc dung nhập nó vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh như thế nào. Thiếu gia, nàng như mở cờ trong bụng, trong tâm khẽ gọi. Trong không gian tử phủ của Vu Hoàng Hàn Trác, đám người Triều Cung Thiều cũng nổi trận lôi đình. Lão gia tử tức đến mức trời ầm lên: "Thằng nhóc khốn kiếp kia, đám người lão phu chống đỡ thân thể Vu Hoàng đã sắp bị ép hết rồi, ngươi còn rông dài cái gì nữa hả? Coi tu vi của ta là không khí hay sao?" Đám người già La Minh Tôn cũng mệt gần chết, duy trì thân thể Vu Hoàng vận chuyển tiêu phí một lượng tu vi lớn không thể tưởng tượng được. Dù bọn họ là ba vị đại minh tôn vương của hàng cổ ma vực thì cũng gần như bị rút hết sạch tu vi. Tu Đề Minh Tôn hô lên: "Chủ công à chủ công, chúng tôi chỉ có thể kiên trì hơn nửa thời gian nữa là sẽ bị tiêu hao hết tu vi rồi. Đến lúc đó trên người bọn tôi một nửa phần tu vi cũng không còn, Vu Hoàng Hàn Trác này cũng sẽ bị đánh cho về nguyên hình, khiến cho chủ công lâm vào hiểm cảnh kìa." Diệp Húc nghe nói như vậy cũng không dám tiếp tục bắt Ngọc Tiêu ra bản thân ra nữa, hắn trầm ngâm nói: "Xem ra đệ đệ của ta quả thật không ở trong này rồi, ra là bản hoàng đã hiểu lầm Ngọc Tiêu công chủ, mong công chủ thứ lỗi cho." Ngọc Tiêu công chủ khẽ thở phào một cái, lại nghe Diệp Húc đột nhiên mỉm cười nói: "Ngọc Tiêu công chủ, bản hoàng đã hạ sinh lễ rồi, mặc kệ đệ đệ ta còn sống hay chết, Kiều Kiều cũng là người của Diệp gia ta. Kiều Kiều là đệ tử của cung chủ, bản hoàng đường đường là Vu Hoàng, đồ cưới của quý cung cũng không thể quá keo kiệt được." Ngọc Tiêu công chủ cảm thấy căng thẳng trong lòng, Diệp Húc khẽ búng ngón tay thản nhiên nói: "Em dâu ta có Vu Hoàng chi tư, tương lai sẽ trở thành Vu Hoàng, cần có một bộ cấm pháp, mong cung chủ truyền thụ Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh cho cô ấy, nhất cấm cửu cuốn. Trở thành Vu Hoàng sao có thể thiếu thuần dương linh mạch bậc 9 cho được, cho nên trong đồ cưới cũng nên có đầy đủ thuần dương linh mạch kìa." Sắc mặt Ngọc Tiêu công chủ đau khổ, mà những đầu sỏ bá chủ Hàn Nguyệt Cung khác thì không nhịn được biến sắc mặt. Vị Ngọc Hoàng Diệp Thiếu Bảo này đâu phải là đòi đồ cưới, rõ ràng là công phu sư tử ngoạm, định xảo trá một món hời của Hàn Nguyệt Cung đây mà. Còn nữa, sau khi trở thành Vu Hoàng, em dâu ta sao có thể thiếu vu bảo hộ thân cho được, còn cần một món cấm bảo nữa." Diệp Húc thận miệng nói đến, dường như đang nhắc đến một vài món đồ bé nhỏ không đáng kể vậy. Đám người Ngọc Tiêu công chủ hoàn toàn thay đổi sắc mặt. Cấm pháp hoàn chỉnh, nhất cấm cửu cuốn tuy cực kỳ quý báu, nhưng Hàn Nguyệt Cung còn có thể bỏ ra làm đồ cưới được. Nhưng thuần dương linh mạch bậc 9 thì đúng là đang cắt thịt bọn họ. Trở thành Vu Hoàng cần rất nhiều linh khí, hơn nữa phải là linh khí thuần khiết không chút tạp chất, chỉ có thuần dương linh mạch mới có thể cung cấp được. Hơn nữa số lượng chúng lại cực kỳ hiếm có, các đại thánh địa cũng chỉ có một hai nhánh mà thôi, thậm chí không cho đệ tử trong môn dùng linh mạch để tu luyện, đủ thấy nó vô cùng quý trọng. Hàn Nguyệt Cung chính là một trong tam cung chiếm cứ mảng tiên cảnh viễn cổ bí cảnh Quảng Hàn Cung này, số lượng thuần dương linh mạch vượt xa các thánh địa khác nhưng cũng có hạn, xuất ra một nhánh là ít đi một nhánh. Còn về phần cấm bảo, Hàn Nguyệt Cung lại càng không có khả năng lấy ra một món nào cả. Uy lực giá trị của cấm bảo còn trên cả Vu Hoàng.
Vu Hoàng mạnh mẽ một thời, nhưng cũng chỉ có thọ nguyên vạn năm. Sau khi chết, chỉ để lại một cái thân xác. Mà cấm bảo lại có thể bảo tồn vĩnh viễn, trấn áp số mệnh của thánh địa, tuyệt đối không thể mất đi. Ngọc Tiêu công chủ cảm thấy trái tim mình đang dỉ máu, cố gắng nở nụ cười, uyển chuyển mà nói: "Ngọc Hoàng tiền bối, Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh đương nhiên có thể truyền cho Kiều. Thuần Dương Linh Mạch Hàn Nguyệt Cung ta cũng có thể lấy ra một nhánh làm đồ cưới đưa cho Kiều Kiều được. Thế nhưng cấm bảo chính là do tiên tổ Nga Hoàng truyền lại, không thể mất đi, mong tiền bối thứ lỗi, đi tìm thứ khác làm đồ cưới vậy." Trong không gian tử phủ của Vu Hoàng Hàn Trác, đôi mắt Triều Cung Thiều tỏa sáng, lão kêu lên: "Thiếu bảo, đủ rồi, có một nhánh thuần dương linh mạch bậc 9 là đủ rồi. Làm người đừng có quá tham lam. Con thỏ nóng này này, còn cắn người nữa là người cẩn thận, mụ già Ngọc Tiêu kia chạm mặt với người kìa." "Ngọc Tiêu công chú, hà cớ gì lại như vậy?" Diệp Phúc cười ha ha, hoàn toàn không để trong lòng, phất phất tay nói: "Vậy lấy ra thêm hai bộ cấm pháp hoàn chỉnh nữa đi. Về phần mấy thứ linh tinh thì mời công chú tùy tiện lấy ra một ít nhân hoàng chi bảo, có thể dùng được, cho đủ số lượng đi. Còn cấm bảo thì chờ em dâu ta tu luyện đến Vu Hoàng, bản hoàng tùy tay đưa cho nàng hai món cũng được." Hắn vô cùng vinh váo, mạnh miệng đem cấm bảo thành mấy thứ đồ chơi thông thường. Sắc mặt Ngọc Tiêu công chủ lại càng thêm khổ, lập tức truyền thụ cho Kiều Kiều Ngọc Thiềm Băng Cung Nguyệt Luân Kinh đầy đủ. Lại mệnh lệnh cho Tử Tiêu nương nương, Thái Tiêu nương nương lập tức mang tới một nhánh thuần dương linh mạch bậc 9. Lệnh cho Thanh Tiêu nương nương chuẩn bị 6 món nhân hoàng chi bảo đưa tới. Trong không gian tử phủ của Vu Hoàng Hàn Trác, ánh mắt Triều Cung Thiều như muốn rơi xuống. Lão thật không ngờ là công phu sư tử ngoạm của Diệp Phúc như vậy mà Ngọc Tiêu lại đồng ý, không chút do dự. Đám người già La Minh Tôn nghe mà nghẹn họng chân chối. Bọn họ cực khổ tu luyện cả đời, đánh cướp khắp nơi cũng không có được một nhành thuần dương linh mạch bậc 9, không có dù chỉ là một món nhân hoàng chi bảo. Mà ở nơi đây Diệp Phúc lại giả đại vương liền lấy được nhiều thứ tốt như vậy, thật đúng là làm cho người ta khâm phục không thôi. "Ngọc Tiêu, lúc trước ta nói khép nép mang theo sinh lễ đến cầu hôn, mỗi món đều hơn Thái Dương Thần Cung, ngươi lại tìm mọi cách nhục nhã ta, toàn tâm toàn ý muốn gả Kiều Kiều cho Thái Dương Thần Cung." Diệp Phúc nhìn đến từng món bảo vật bày ra trước mặt mình, trong lòng cảm thấy khuây khỏa, sảng khoái thầm nghĩ: "Nếu như lúc trước ngươi đồng ý thì sao có ngày hôm nay đây? Nếu ngươi đồng ý lời cầu thân của ta, ta thân là con rể của Hàn Nguyệt Cung, sao lại không suy nghĩ cho Hàn Nguyệt Cung được? Tương lai ta và Kiều Kiều trở thành Vu Hoàng, Hàn Nguyệt Cung chính là ngôi nhà thứ hai của ta. Hai người chúng ta cũng đủ để bảo vệ các ngươi vạn năm rồi. Nhưng ngươi lại cố tình cự tuyệt. Đã vậy hôm nay ta cho ngươi mất mặt, cho ngươi xuất huyết thật nhiều kìa." Hắn phất tay nhận lấy mấy thứ này rồi mỉm cười nói: "Đồ cưới tuy ít thì nhưng dù sao cũng là tấm lòng của công chủ, bản hoàng thay đệ đệ xin lĩnh vậy." Ngọc Tiêu công chủ khẽ thở ra, lại nghe giọng điệu của Diệp Phúc chuyển sang lạnh lùng: "Ngọc Tiêu, ngươi còn không giao đệ đệ Diệp Thứ Bảo của ta ra đây? Chẳng lẽ không sợ bản hoàng huyết tẩy Hàn Nguyệt Cung hay sao?" Ngọc Tiêu công chủ gần như ngất đi, thiếu chút nữa phun ra một búng máu, mà đám người Triều Cung Thiều trong tử phủ Vu Hoàng Hàn Trác cũng suýt bị tức quá ngất đi. "Tiểu tử khốn kiếp, ngươi còn tiếp tục làm lão già ta sợ như vậy nữa sao? Ra khỏi Hàn Nguyệt Cung rồi, lão tử cũng phải lột da ngươi ra." Da mặt của Triều Cung Thiều phát tím, huyệt thái dương sung huyết, lão nhảy lên đùng đùng giận dữ mà hét. Diệp Phúc cười ha ha: "Tông gia, bản hoàng hay nói đùa, coi khuôn mặt của ngươi sợ tới trắng bệch ra rồi kìa. Đệ đệ Diệp Thiếu Bảo của ta chắc chắn không ở đây rồi, có khi đã về tới Hoàng Tuyển Ma Tông rồi ấy chứ. Cáo từ, cáo từ." Ngọc Tiêu công chủ nhìn hắn rời đi khỏi Thất Tinh Hoàn Nguyệt đại trận, tâm tình cũng hoàn toàn thả lỏng, nhẹ nhàng thở ra. Các cường giả các đại thánh địa kia cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ tuy theo lời mời đến xem lễ, nhưng đám hỏi kết minh giữa Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung sẽ tạo ra một thế lực to lớn vô cùng khủng bố, chấn áp tất cả các thánh địa thế gia, thậm chí cả Chu Tiên Tinh Cung cũng chưa chắc có thể chống lại Nhật Nguyệt Song Cung. Khi đấy thế gia thánh địa chính ma yêu tam đạo đều phải sống dưới cái bóng của Nhật Nguyệt Song Cung. Đợi đến khi hai cung bồi dưỡng ra Vu Hoàng thì đó chính là ngày đại nạn giáng xuống các đại thánh địa thế gia. Lần này Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo xuất hiện phá rối một trận, hủy đi đám hỏi của Nhật Nguyệt Song Cung, thậm chí lại khiến cho Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung trở mặt, thực khiến cho ngọn núi lớn đặt trên đỉnh đầu bọn họ biến mất, cảm giác áp bách trong lòng cũng không cánh mà bay. Cho nên dù Diệp Phúc ép bức uy hiếp Đông Hoàng Thiên và Ngọc Tiêu công chủ, bọn họ cũng chỉ thờ ơ lạnh nhạt, không hề nói lời giúp đỡ hai người bọn họ. "Chẳng lẽ phế bỏ tu vi rồi trung tu cảnh giới thì thực sự có thể trở thành Vu Hoàng hay sao?" Lão tăng Tiểu Quang Minh thánh địa như có chút suy nghĩ, vội vã bay về Tiểu Quang Minh thánh địa
trong cảnh nội Đại Hán. Lần này một vị vu hoàng xuất hiện quả thật là chuyện lớn kinh thiên động địa. Loại chuyện này nên sớm bẩm báo với tông môn để sớm xử trí mới được. Có người thầm nghĩ, hóa ra thế giới vu hoàng ta cũng có vu hoàng tồn tại. Một vị vu hoàng chính là một đại sát khí, nhân vật như thế vốn không nên tồn tại. Tốt nhất là vị Ngọc Hoàng này có thể ác chiến một trận với Ma Hoàng. Hai vị vu hoàng này đồng quy vu tận luôn đi cho xong. Lại nói, Ngọc Tiêu Cung Chủ tiến bước những người này đi, chỉ cảm thấy thân thể mềm nhũn, gần như là ngã xuống. Chuyện lần này khiến nàng ta cảm thấy vô lực. Không phải là Diệp Húc vơ vét nhiều bảo vật như vậy, cũng không phải là chuyện bị Diệp Húc nhục mạ trước mặt mọi người, mà là đám hỏi với Thái Dương Thần Cung đã thất bại. Đây là chuyện khiến nàng ta đau lòng nhất. Đám hỏi với Thái Dương Thần Cung chính là đại kế của Ma Hoàng. Nhật Nguyệt Song Cung khi kết làm đồng minh rồi, với thủ đoạn của Ma Hoàng chắc chắn sẽ âm thầm trợ giúp Hàn Nguyệt Cung từng ngày ăn Thái Dương Thần Cung, cuối cùng thâu tóm thánh địa thứ nhất ma đạo này, khiến cho Hàn Nguyệt Cung trở thành môn phái lớn nhất thế gian. Có Ma Hoàng hỗ trợ lại thâu tóm thêm thế lực khổng lồ như Thái Dương Thần Cung, Hàn Nguyệt Cung tất có thể chấn áp tất cả các thánh địa thế gia. Nếu bồi dưỡng ra thêm hai vị vu hoàng nữa là có thể khai quốc lập giáo, thành lập một đế quốc giống như Đại Hạ hay Đại Thương cũng là không đùa. Mà đại kế của Ma Hoàng Miêu Hoa kia lại bị hủy đi trong tay của nàng. Nàng ta thậm chí còn tưởng tượng ra được cảnh Ma Hoàng nổi giận ra sao. Người tính không bằng trời tính mà. Ngọc Tiêu Cung Chủ lộ ra một tia cười khổ. À, hoàn toàn không ngờ là Diệp Phúc lại có một vị ca ca Diệp Đại Bảo đã trở thành vua hoàng như vậy. Mà không đúng, không đúng rồi. Linh quang đột nhiên hiện ra trong đầu Ngọc Tiêu Cung Chủ. Nàng ta nghĩ đến vị Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo này như là đi ra từ trong Trấn Ma Quật vậy. Trấn Ma Quật chính là nơi Hàn Nguyệt Cung trấn áp dị kỷ, nửa năm trước trấn áp Diệp Phúc và Triều Công Thiều. Tên Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo này đi ra từ trong đấy, điều này đáng để nghiền ngẫm. Không chỉ như vậy, khi Kiều Kiều nhìn thấy Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo thì cũng không hề bi thương cho Diệp Húc, cáo trạng với Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo, trong đó e là cũng có mưu mẹo. Chẳng lẽ tên Ngọc Hoàng kia vốn chẳng phải vua hoàng, mà là tên Diệp Húc Diệp Thiếu Bảo, khốn kiếp kia mang theo thể xác của một vị vua hoàng đến dọa ta hay sao? Ngọc Tiêu Cung Chủ run run đôi tay, thân thể mềm mại kia cũng không nhịn được mà run rẩy. Nàng hít vào một hơi thật sâu, ổn định tâm thần, quát lên: Thái Tiêu, Thanh Tiêu, lập tức theo ta ra cung đuổi theo Ngọc Hoàng, tuyệt đối không thể để cho hắn chạy mất được. Thái Tiêu, Thanh Tiêu, hai tên chết tiệt kia đến tuột cùng là chạy đi đâu rồi? Nàng nhìn khắp nơi cũng không thấy Thái Tiêu nương nương và Thanh Tiêu nương nương lên tiếng trả lời, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Lại đúng lúc này, giọng nói của Quỳnh Tiêu Cung Chủ truyền đến: Sư tỷ đừng kêu nữa, Thái Tiêu và Thanh Tiêu chính là hai cánh tay của sư tỷ, hiện giờ bọn họ đã bị tiểu muội bắt giữ trấn áp rồi. Chẳng những là bọn họ, cả đệ tử môn hạ thân tín của sư tỷ đều bị bản cung trấn áp rồi. Ngọc Tiêu Cung Chủ cả kinh, theo tiếng nhìn lại chỉ thấy Quỳnh Tiêu chậm chậm đi tới, lập tức cười lạnh mà nói: Quỳnh Tiêu, ngươi đây là bức cung muốn tạo phản hay sao? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy đây? Nàng phong nghi vô song, tuy Quỳnh Tiêu đã bắt giữ được hết tay chân của nàng nhưng vẫn không hề kinh hoàng, tận hiện ra phong phạm của một vị thế hệ bá chủ. Nàng ta thản nhiên nói: Quỳnh Tiêu, người cấu kết với Ứng Tông Đạo, lòng muông giả thú, lúc này cuối cùng cũng muốn bức cung tạo phản hay sao? Đại sư tỷ, những gì tỷ đã làm gần đây khiến cho Hàn Nguyệt Cung ta mất hết mặt mũi rồi, mất hết thể diện trước mặt các đại thánh địa, lại trêu chọc thêm bậc cường giả Thái Dương Thần Cung, chuyện là liên quan đến sinh tử tiền đồ của Hàn Nguyệt Cung ta, sao không lại không liên quan đến chúng muội được? Quỳnh Tiêu Cung Chủ khẽ mỉm cười, trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hạ giọng mà nói: Hôm nay chẳng những bản cung phải bắt giữ Thái Tiêu, Thanh Tiêu, mà còn bắt giữ cả tỷ, trục xuất tỷ khỏi vị trí đại cung chủ, để đại sư tỷ im lặng suy nghĩ lại bản thân mình. Nàng cổ động pháp lực, chỉ thấy trên bầu trời thất tinh hoàn nguyệt đại trận đột nhiên vận chuyển, bao phủ toàn bộ Hàn Nguyệt Cung, hơi thở cấm bảo chấn áp, phong ấn bí cảnh Quảng Hàn Cung. Lúc này đây, Quỳnh Tiêu Cung Chủ thật hăng hái, đã không còn phiền muộn khi bị Ngọc Tiêu đè ép lúc trước nữa. Nàng cười nói: Hiện giờ thất tinh hoàn nguyệt đại trận đã được triển khai, toàn bộ Hàn Nguyệt Cung chính là thiết thủng giang sơn, dù tỷ có gọi ra tên Ma Hoàng Ma La Thiên, lão ta cũng không thể cảm ứng được đâu. Sư tỷ, tỷ giơ tay chịu trói hay là để tiểu muội tự mình động thủ đây? Hai đại cung chủ của Hàn Nguyệt Cung đại chiến, Thần Tiêu nương nương thuộc phe Ngọc Tiêu đại cung chủ đã chết trong tay Diệp Húc, Thái Tiêu nương nương và Thanh Tiêu nương nương đã bị Quỳnh Tiêu âm thầm trấn áp. Lúc này Quỳnh Tiêu lại có người âm thầm tương trợ, rút cuộc chiếm cứ thượng phong, ra tay định bức cung xoán quyền.
Cảnh Tiêu, ngươi thân là Tam Cung Chủ, lại chỉ nhìn Quỳnh Tiêu Phạm Thượng gây sóng gió phải không? Ánh mắt Cọc Tiêu lướt qua, thấy Cảnh Tiêu Cung Chủ cùng với vài vị Cửu Tiêu Nương Nương đều đã tới, đứng ở một bên nhìn, cũng không nhúng tay. Cảnh Tiêu nghe nói như vậy, mặt mang vẻ do dự. Từ trước đến nay, nàng ta không có mấy chủ kiến, luôn nghe theo lời Ngọc Tiêu và Quỳnh Tiêu. Nhưng lần này, mâu thuẫn giữa Quỳnh Tiêu và Ngọc Tiêu đã quyết liệt, khiến nàng không biết phải làm sao, chỉ thở dài một tiếng, yên lặng không nói gì. Về phần đám người Bích Tiêu, Đan Tiêu và Lang Tiêu, bởi vì chuyện xảy ra lần này nên đã rất oán hận Ngọc Tiêu, vì đã khiến cho Hàn Nguyệt Cung mất mặt. Nghe vậy đều nói, đây là chuyện giữa hai vị cung chủ, chúng muội sao có thể nhúng tay vào được. Ngọc Tiêu nổi giận trong lòng, cười khanh khách nói, giỏi, giỏi, các ngươi đây là muốn tạo phản. Chức vị đại cung chủ của bản cung, một là do ân sư truyền lại, danh chính ngôn thuận, một là thực lực tu vi của bản cung vượt xa các ngươi. Quỳnh Tiêu, ngươi định tạo phản thì có từng nghĩ tới ngươi vốn chẳng phải là đối thủ của ta hay không? Khí thế của nàng ta ngút trời, năm nhân hoàng phân thân xuất hiện, đồng loạt thúc giục cấm bảo của Hàn Nguyệt Cung. Một luồng hơi thở u tối truyền đến cây hoa quế, cung Quảng Hàn, Ngô Cương đều sống lại, chấn áp thiên địa. Oạ một tiếng, mặt đất đột nhiên chấn động, từ dưới lòng đất một con kim thiềm nhảy lên. Đây là một con cự thú viễn cổ, tản ra hơi thở mà chỉ Vu Hoàng mới có, rõ ràng là một món cấm bảo khác của Hàn Nguyệt Cung, bảo vệ an toàn cho bí cảnh Quảng Hàn Cung. Con cự thú viễn cổ này đã tu luyện đến cảnh giới Vu Hoàng, chết rồi bị luyện chế thành cấm bảo vạn cổ bất hóa. Ngọc Tiêu công chủ thúc dục bảo vật này, uy năng của nó còn hơn cả cấm bảo bình thường. Đột nhiên từ trong mảng thần sơn lồng lộng kia lại có một con thỏ ngọc nhảy ra, tay cầm chảy giã thuốc, đôi mắt màu đỏ, đứng lên bằng hai chân, cũng là một con cự thú viễn cổ tu thành nhân hoàng bị luyện thành cấm bảo. Ngọc Tiêu điều khiển ngũ đại cấm bảo lập tức liền yên tâm, cười khanh khách không ngừng, ánh mắt dừng trên người Quỳnh Tiêu với đầy vẻ châm chọc. Quỳnh Tiêu, ngươi luôn đối nghịch với ta, lại vô liêm sỉ thất thân cho Ứng Tông Đạo, thậm chí lại còn sinh con cho tên ma đầu Ứng Tông Đạo kia. Bản cung nhẫn nhịn ngươi đã lâu, bản cung vốn tính toán đám hỏi kết minh với Thái Dương Thần Cung kết thúc rồi thì sẽ phế truất cung chủ vị của ngươi, thật không ngờ ngươi lại xuống tay trước. Cũng tốt thôi, bản cung có tu vi hơn sang ngươi, lại nắm trong tay tam đại cấm bảo, lần này bản cung sẽ bắt giữ ngươi, phế truất cung chủ vị của ngươi, phế đi tu vi của ngươi. Ánh mắt của nàng ta lạnh lùng nhìn vài vị Cửu Tiêu Nương Nương khác, cười lạnh mà nói, còn mấy người các ngươi nữa dường như cũng có ý bất mãn với bản cung, chờ khi phế bỏ con tiểu tiện nhân Quỳnh Tiêu này rồi, xem ra Hàn Nguyệt Cung ta cần phải chỉnh đốn lại một phen rồi. Ngọc Tiêu, ngươi quá cản rỡ, Hàn Nguyệt Cung ta nếu như tiếp tục giao cho ngươi thì sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt vong. Khuôn mặt xinh đẹp của Quỳnh Tiêu cung chủ che kín sương lạnh, nàng hạ giọng nói, cơ nghiệp mà tổ sư để lại không thể hủy trong tay thế hệ chúng ta được, nếu ngươi chấp mê không tính, tiểu muội đành phải tự mình ra tay chấn áp sư tỷ ngươi thôi. Trong cơ thể của nàng cũng có năm phân thân thoát thể mà ra, từng luồng pháp lực mênh mông nhắm tới ngũ đại cấm bảo cùng Ngọc Tiêu tranh đoạt quyền trường khống. Hai người các nàng tu luyện cấm pháp giống nhau nên năm món cấm bảo này không bài xích pháp lực của cả hai, ai tu vi cao thâm hơn thì có thể đẩy pháp lực của người kia ra ngoài, từ đó đạt được quyền trường khống chấn áp đối phương. Ngọc Tiêu công chủ chỉ cảm thấy pháp lực của Quỳnh Tiêu mênh mông như biển rộng, vô cùng vô tận, nhanh chóng liền áp chế pháp lực của nàng, đẩy ra khỏi năm cấm bảo, nàng ta vốn chẳng thể nào chống lại. Ứng Tông Đạo, không ngờ ngươi cấu kết với Ứng Tông Đạo, mượn tay người ngoài đến che mắt bản cung. Nàng vừa dứt lời thì sau lưng Quỳnh Tiêu cung chủ chậm rãi hiện ra bóng dáng của một thiếu niên áo trắng, vẫn phong khinh vân đạm như thế. Hắn hạ giọng nói, Ngọc Tiêu, không phải ngươi vừa mới hỏi ai cho Quỳnh Tiêu lá gan lớn như vậy hay sao? Người đó chính là Ứng Mỗ đây. Ngọc Tiêu vừa giận vừa sợ, theo độ mạnh của pháp lực truyền đến từ trong cơ thể Quỳnh Tiêu thì người này đã vượt qua trình độ nhân hoàng vốn có, chấn áp hết cả năm phân thân của nàng, hoàn toàn tước đoạt quyền trường khống ngũ đại cấm pháp. Quỳnh Tiêu, người cấu kết với người ngoài chấn áp với bản cung, người sẽ không chết được tử tế đâu. Ngọc Tiêu bị chấn áp hoàn toàn, lập tức trở mặt tung ra những lời nguyền rủa ác độc, lạnh giọng mà nói, Cảnh Tiêu, Lang Tiêu, các người trơ mắt nhìn con tiểu tiện nhân Quỳnh Tiêu cùng người ngoài mưu đoạt Hàn Nguyệt Cung ta sao? Hàn Nguyệt Cung ta tất sẽ bị Hoàng Tuyển Ma Tông thâu tóm, đến lúc đó cơ nghiệp của tổ sư sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, tất cả các ngươi đều sẽ phải chết vô cùng thê thảm. Nguyền rủa người khác chỉ là hành vi của kẻ yếu thôi. Ứng Tông Đạo khẽ mỉm cười, chấn áp hoàn toàn nàng ta, ngũ đại phân thân bị chấn áp trong ngũ đại cấm bảo. Hắn hạ giọng nói, Ngọc Tiêu, ngươi thua rồi, ta không giết ngươi, chỉ chấn áp ngươi 100 năm,
sau 100 tuổi, ta cùng Quỳnh Tiêu trở thành vua hoàng rồi, sẽ thả ngươi ra. Đến lúc đấy, ngươi sẽ phát hiện ra Hàn Nguyệt Cung lớn mạnh, hưng thịnh hơn xa bây giờ. Hắn giơ tay chảo một cái, cây hoa quế bị nhổ ra cả gốc rễ, vô số cây rễ bay múa, múa may quấn lấy Ngọc Tiêu cung chủ thật chặt. Gốc đại thụ này rơi xuống, rễ đâm sâu vào trong bí cảnh Quảng Hàn Cung, chôn Ngọc Tiêu cung chủ ở dưới đất, chấn áp đằng ta lại. Cảnh Tiêu, Lang Tiêu, các ngươi còn chưa bái kiến tân đại cung chủ hay sao? Ánh mắt của Ứng Tông Đạo dừng trên đám người Cảnh Tiêu, hắn dịu dàng cười nói. Hắn tuy mỉm cười, thế nhưng lại không hề che giấu sát khí trong ánh mắt. Nếu đám người Cảnh Tiêu định phản kháng vì đại kế, hắn cũng sẽ dùng thủ đoạn lôi đình đem tất cả đồ sỏ của Hàn Nguyệt Cung, dùng tay Quỳnh Tiêu chấn áp hết, duy trì địa vị thống trị của Quỳnh Tiêu. Đám người Cảnh Tiêu lướt nhau, có phần không biết phải làm sao. Ứng Tông Đạo đã 200 năm chưa từng xuất thủ. Hơn 200 năm trước, hắn đã là nhân hoàng đỉnh phong, là nhân vật vô địch. Chỉ có tinh đế mới có thể giao thủ với hắn mà chẳng phân biệt được thắng thua. Hiện giờ người này lại ra tay, cũng không hề dùng tự mình ra tay mà cho Quỳnh Tiêu mượn pháp lực, nhưng đối mặt với vị nhân hoàng đỉnh cao như Ngọc Tiêu này lại áp đảo hẳn. Sau khi ta làm đại công chúa, sẽ bỏ qua hết mọi chuyện cũ. Hoàng Tuyển Ma Tông cũng sẽ không thâu tóm Hàn Nguyệt Cung ta, mà cùng Hàn Nguyệt Cung ta liên kết đám hỏi, cùng tạo ra vô hoàng cho cả hai cung. Quỳnh Tiêu công chủ hạ giọng nói, các vị sư muội hãy giúp ta một tay. Cảnh Tiêu thở dài. Ứng Tông Đạo đột nhiên xuất hiện, đem pháp lực bản thân rót vào trong cơ thể Quỳnh Tiêu, chấn áp Ngọc Tiêu, cướp lấy đại công chủ vị. Có thể nói là lật tay thành mưa, đảo tay thành mây, tận hiển phong phạm của một thế hệ kiêu hùng bá chủ. Lúc này đây, nếu như các nàng không đồng ý, Ứng Tông Đạo sẽ lập tức ra tay chấn áp hết các nàng lại, nâng đỡ Quỳnh Tiêu lên làm người đứng đầu Hàn Nguyệt Cung, cướp lấy đại quyền của Hàn Nguyệt Cung, hoàn toàn nắm Hàn Nguyệt Cung ở trong tay, biến Hàn Nguyệt Cung thành cấp dưới của Hoàng Tuyển Ma Tông. Nếu đồng ý, việc này còn đường quay về, ít nhất cũng là ngồi ăn cùng, hỗ trợ nhau công thủ liên minh. Hơn nữa, Quỳnh Tiêu là đại cung chủ, nàng là nhị cung chủ, tuyển thêm một vị tam cung chủ nữa là có thể hạn chế được quyền lực của Quỳnh Tiêu, không đến mức khiến cho Hàn Nguyệt Cung hoàn toàn dựa vào Hoàng Tuyển Ma Tông. Nghĩ đến đây, Cảnh Tiêu cung chủ dẫn đầu bái lạy, miệng hô đại cung chủ. Vài vị Cửu Tiêu nương nương cũng đều bái lạy thừa nhận chức vị đại cung chủ của Quỳnh Tiêu. Quỳnh Tiêu cung chủ vui mừng quá đỗi, lập tức dâng cung hạ quảng hàn lên, đưa tất cả đệ tử Hàn Nguyệt Cung tới, tuyên bố trước mặt mọi người rằng Ngọc Tiêu thế vị nhượng hiền, chính mình hoàn toàn nắm quyền lực của Hàn Nguyệt Cung ở trong tay, chiếu cáo thiên hạ, tuyên bố đám hỏi kết minh với Hoàng Tuyển Ma Tông. Có thể thấy, tin Hàn Nguyệt Cung thay đổi cung chủ, lại kết minh cùng Hoàng Tuyển Ma Tông mà rơi vào trong tay các đại thánh địa thì sẽ oanh động ra sao. Sư huynh, sư đệ và sư tôn của chàng vẫn còn đang ở trong Chấn Ma Quật, chỉ sợ lành ít dữ nhiều, nhưng muốn thả bọn họ ra thì với tu vi hiện tại của muội còn chưa thể làm được. Quỳnh Tiêu xử trí xong việc này, bèn nói với Ứng Tông Đạo, tên tiểu tử kia đã trốn thoát rồi, không cần ta ra tay cứu nữa đâu. Ứng Tông Đạo cười mà như không cười nói, hơn nữa hắn còn vơ vét được một món tài sản của các nàng thành đồ cưới, sư muội không nhìn ra hay sao? Quỳnh Tiêu trong đầu ầm ầm chấn động, nghẹn họng chân chối, không biết nói gì cho phải. Ứng Tông Đạo ôm nàng vào ngực thầm nghĩ, thiếu bảo, cái tên hỗn cầu kia liên tục gây phiền toái cho ta, nhưng giờ lại làm được một chuyện tốt. Nếu hắn không càn quấy thì sao ta có thể dễ dàng giúp Quỳnh Tiêu đoạt quyền nắm lấy Hàn Nguyệt Cung được. Hắn cũng thấy thoải mái trong lòng. Trong nhân kiếp của vua hoàng, thánh địa Hàn Nguyệt Cung này đã trở thành người của hắn. Đến lúc đấy, những thánh địa đến giết hắn cũng sẽ không có Hàn Nguyệt Cung, thậm chí Hàn Nguyệt Cung còn ra tay trợ giúp hắn ngăn cản các thánh địa khác. Hơn nữa lại có thêm thế lực của yêu chủ Thiên Yêu Cung, trận nhân kiếp tương lai kia cũng sẽ bớt đi khó khăn rất nhiều. Tốt nhất là tên tiểu tử này có thể cưới thêm vài bà vợ nữa, tai họa tất cả con gái của các thánh chủ, các đại thánh địa đi. Cứ như vậy thì vua hoàng nhân kiếp của ta sẽ không cánh mà bay. Hắn thú vị nghĩ. Lại nói, Thái Dương Thần Cung vẫn đang quan sát, đám người Đông Hoàng Thiên vẫn đang nổi giận. Chuyện kết minh đám hỏi giữa Thái Dương Thần Cung và Hàn Nguyệt Cung kia, hắn đã vốn giống trống khua chiêng, náo cho thiên hạ đều nghe thấy. Lần này tới Hàn Nguyệt Cung đón dâu, hắn lại ra sức mời tất cả các thánh địa trong thế giới vô hoang đến Hàn Nguyệt Cung xem lễ, không hẳn là không có ý gây kinh sợ cho tất cả các thánh địa. Nếu hai cung liên minh, Nhật Nguyệt Song Cung tất sẽ có thực lực hùng mạnh nhất thiên hạ, tương lai tạo nên vô hoàng, ai không theo thì diệt luôn kẻ đó. Vậy mà bỗng dưng bay ra một vị Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo, ca ca của Diệp Phúc đã cướp tân nương đi. Chuyện này sẽ nhanh chóng truyền đi khắp thiên hạ, làm cho tất cả thánh địa, vu sĩ đều coi Thái Dương Thần Cung thành trò cười, mặt mũi mất hết.
Thánh chủ, việc này có vẻ không đúng chỗ lắm. Đông Hoàng Mục bỗng lộ ra vẻ suy tư, hạ giọng mà nói: Lai lịch của Diệp Húc, Diệp Thứ Báo con cũng biết rất rõ. Người này xuất thân hàn môn, chính là một từ một gia tộc nhỏ ở một nơi nhỏ bé có tên là Liễu Châu, ở Bách Man Sơn gần Hoàng Tuyền Ma Tông. Huyết thống thấp kém, chưa từng xuất hiện nhân vật hiển hách nào cả. Nơi khỉ ho cỏ gáy như thế, sao có thể xuất hiện một vị vua hoàng cho được? Đông Hoàng Thiên cả kinh, vội dừng chân lại, nhìn về phía Đông Hoàng Mục, trầm giọng nói: Mục Nhi, con hoài nghi sao? Đông Hoàng Mục càng nghĩ càng thấy không thích hợp, bình tĩnh vạn phần nói: Con hoài nghi tên Ngọc Hoàng này là giả. Diệp Thiếu Bảo mưu ma chức quỷ, tên Ngọc Hoàng này hơn phân nửa là y quấy rối. Không thể nào, ta rõ ràng cảm nhận được loại áp lực kinh thiên động địa của vua hoàng. Một gã cường giả Thánh Dương Thần Cung thất thanh mà hô lên. Đông Hoàng Mục phản bác: Nếu ngươi luyện hóa thi thể của một vị vua hoàng thì cũng có thể thôi phát ra loại hơi thở khủng bố của vua hoàng này. Đông Hoàng Tiên thoáng có suy nghĩ, lắc lắc đầu nói: Nhưng tên Diệp Thiếu Bảo kia đã bị Ngọc Tiêu chấn áp trong chấn ma quật rồi, ở trong bí cảnh Quang Hoàn Cung. Tòa chấn ma quật này từ xưa đến nay đã chấn chết không biết bao nhiêu nhân hoàng. Một tên Diệp Thiếu Bảo kia chắc là không thể nào trốn thoát khỏi chấn ma quật được. Nếu y không trốn thoát được thì sao có thể giả mạo Ngọc Hoàng được đây? Nói nhiều vô ích, chỉ cần thử một lần là biết người này có phải vua hoàng hay không thôi. Đông Hoàng Mục đột nhiên ngẩng cao đầu hét lớn: Diệp Đại Báo! Nhiều cao thủ Thái Dương Thần Cung nghe thấy hắn gọi tên Ngọc Hoàng, trong lòng cả kinh, vội vàng tản ra xa hắn, e sợ Ngọc Hoàng Diệp Đại Bảo cảm ứng được Đông Hoàng Mục sẽ đưa phân thân tới giết chết bọn họ. Dù là Đông Hoàng Thiên cũng thấy lo sợ bất an, một bộ dáng như lâm đại địch, khẩn trương chú ý không gian xung quanh, thầm nghĩ: Mục Nhi chính là hy vọng của Thái Dương Thần Cung ta, tuyệt đối không thể để mất được. Nếu Ngọc Hoàng kia giáng lâm đánh tới, dù có liều mạng thì ta cũng phải bảo vệ an nguy cho Mục Nhi. Qua hồi lâu, bốn phía sóng êm bể lặng, không gian không một chút gần sóng, vẻ xấu hổ và phẫn nộ càng hiện lên đậm trên khuôn mặt của mọi người. Giả, quả nhiên là giả mà. Tên Diệp Đại Bảo này chẳng phải là vua hoàng. Chẳng lẽ thật sự là tên Diệp Thiếu Bảo kia làm hay sao? Thằng nhãi này còn dám giết Đông Hoàng giả, ngay cả Thương Lão Tổ cũng chết trong tay của y. Khuôn mặt của Đông Hoàng Thiên kia cũng đỏ bừng lên, nếu không phải Đông Hoàng Mục nhắc nhở, e là đến lúc này bọn họ vẫn còn bị lừa gạt, tưởng rằng Diệp Húc thực sự có vua hoàng làm chỗ dựa, không biết được chân tướng. Diệp Thiếu Báo và Hoàng Tuyển Ma Tông bắt nạt ta quá đáng mà. Hắn xấu hổ quá thành ra nổi giận, sát khí bốc lên trong lòng. Đây đúng là lần đầu tiên hắn hận ai đó đến tận xương tủy. Về Thái Dương Thần Cung trước, sau đó lập đại quân săn bằng Hoàng Tuyển Ma Tông. Khi bọn họ trở lại Thái Dương Thần Cung, tập trung tất cả cao thủ của Thái Dương Thần Cung rồi thức tỉnh từng món cấm bảo, thì lại nhận được một tin tức: Hàn Nguyệt Cung phát sinh biến hóa, đại cung chủ Ngọc Tiêu bị trục xuất, nhị cung chủ Quỳnh Tiêu lên nắm quyền, kết minh đám hỏi với Hoàng Tuyển Ma Tông, trở thành đồng minh. Nghe được tin này, Đông Hoàng Thiên bùi ngùi thở dài, hai bên tóc mai bạc trắng dường như đã già nua đi cả ngàn năm. Thánh chủ, liệu có tấn công Hoàng Tuyển Ma Tông nữa không? Một gã cường giả Thái Dương Thần Cung hỏi. Thái Dương Thần Cung ta có năng lực tiêu diệt Hoàng Tuyển Ma Tông, có năng lực ép Hàn Nguyệt Cung một bậc, lại không thể nào chiến thắng khi hai phái liên kết được. Đông Hoàng Thiên cười ha ha, trông có vẻ chán nản, lắc lắc đầu nói. Giỏi, giỏi lắm Ứng Tông Đạo, giỏi lắm Đập Diệp Thiếu Bảo. Hai kẻ này lật tay thành mưa, đảo tay thành mây, đúng là thiên hạ kiêu hùng, thật thủ đoạn. Hắn ngẩng đầu quét nhìn đám đệ tử Thái Dương Thần Cung, bọn họ đều nổi bật là nhân tài trong nhân tài, là nhân vật đứng đầu trong chốn giang hồ. Nhưng trong những người đó thì không có một ai có thể sánh được với Diệp Húc, Diệp Thứ Bảo. Hắn bỗng thấy trong lòng có vẻ phần mất mát, cất cao giọng nói. Các người nếu gặp phải Diệp Thứ Bảo, chớ có cùng hắn tranh phong mà hãy nhường bộ, lui binh. Tránh được bao xa thì tránh bấy xa. Người này, các người không có khả năng đối phó được đâu. Mục Nhi, còn chưa tu thành nhân hoàng, khi không nắm chắc vượt qua được vua hoàng đại kiếp nạn thì cũng đừng giao phong với kẻ này. Tiềm lực của con rất lớn, nhưng hiện tại vẫn chưa phải đối thủ của y đâu. Đông Hoàng Mục thấy trong lòng chua xót, đủ loại tư vị nảy lên, cúi đầu xưng phải. Cũng trong lúc đó, sao? Diệp Thiếu Bảo còn có một vị ca ca đã trở thành vua hoàng ư? Điều này tuyệt đối không có khả năng. Trong đại phạm Lôi Âm Tự, tiếng chuông vang lên từng trận. Trang đạo cổ nghe được tin này thất thanh nói. Xin hỏi Phổ An sư bá, vị Ngọc Hoàng này tên là gì? Đại phạm Lôi Âm Tự cũng phái lão quái vật Tam Bất Triệt Cảnh tới Hàn Nguyệt Cung tham gia đại lễ đám hỏi kết minh giữa hai cung. Vị Phổ An đại thiền sư này khi trở lại thánh địa
đã không dám chậm trễ, vội vàng đem tin tức này báo cho cao tầng trong chùa, tạo nên chấn động. Trang Đạo Cổ chính là đệ tử nổi tiếng nhất của Đại Phạm Lôi Âm Tự, nên hắn cũng ở trong nhóm này. Tên họ của vị Ngọc Hoàng này là cấm kỵ. Đông Hoàng Giả của Thái Dương Thần Cung nói ra tên của y đã bị giết ngay tại chỗ. Ngay cả Đông Hoàng Thiên, Thánh Chủ cũng chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Phổ An Đại Thiền Sư trầm giọng nói, họ tên của Ngọc Hoàng phải tách ra mà nói. Người này họ Diệp, tên là Đại Báo, tuyệt đối không thể đọc cùng một chỗ, nếu không sẽ đưa tới đại họa kìa. Trang Đạo Cổ cười lạnh liên tục nói, Diệp Thiếu Báo, kẻ này ta cùng y giao phong mấy lần liền biết rõ hắn. Ta cũng chẳng tin hắn có một vị ca ca đã trở thành vua hoàng như vậy. Nếu thật sự có, ta đã sớm chết rồi. Ngọc Hoàng Diệp Đại Báo, ngươi đi ra cho ta. Đám lão tang trong Đại Phạm Lôi Âm Tự đều biến sắc mặt, mở miệng quát tháo răn dạy Trang Đạo Cổ đại nghịch bất đạo. Chúng tăng bất an chờ đợi thật lâu cũng chẳng hề thấy chút động tĩnh nào. Mẹ nó Diệp Đại Báo, dám lừa Phật ra sao? Phổ An Đại Thiền Sư đỏ mặt, dù ông ta là lão tăng đã khổ tu nhiều năm, là Đại Thiền Sư đã đắc đạo, cũng không nhận được nổi giận, căm phẫn mắng ra một câu thô tục. Phổ An sư huynh, huynh trúng kế rồi. Người đứng đầu Đại Phạm Lôi Âm Tự rút cuộc mở miệng trầm giọng nói, Diệp Thiếu Báo đùa bỡn quần hùng thiên hạ trong lòng bàn tay, kẻ này kỳ ngộ liên tục, lần này tất là có được thân thể vua hoàng, mượn danh nghĩa vua hoàng đến khiến cho các ngươi khiếp sợ. E là hắn đã thành tài, không thể dễ dàng trêu chọc vào. Sau này nếu như gặp hắn thì nhượng bộ ba phần là được. Hắn đã không chọc ngươi thì đừng có chọc hắn. Nếu hắn ép ngươi quá đáng thì hãy hàng yêu trừ ma. Mà vào lúc này, trong Tiểu Quang Minh Thánh Địa truyền đến tiếng tức giận mắng mỏ của một lão tăng. Đồ Ngọc Hoàng chó chết, Diệp Đại Bảo chó chết, suýt nữa lừa ta, hại chết thánh chủ rồi. Về phần các đại thánh địa chính ma yêu tam đạo khác cũng truyền đến không ít lời mắng chửi, nhưng những lời này Diệp Húc một câu cũng không nghe thấy. Lúc này hắn đã trở lại Hoàng Tuyển Ma Tông trấn thủ Quan Tinh Phong, đầu tiên là lấy ra nhánh Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 kia, cùng đám người Triều Không Thiều, Già La Minh Tôn đánh nhánh linh mạch giống như con cừu long kim sắc này vào trong Quan Tinh Phong. Chỉ thấy linh mạch chui vào trong Quan Tinh Phong, ngọn núi cao lồng lộng này chấn động ầm ầm, địa khí vô cùng vô tận bị dẫn dắt đến, khiến cho ngọn núi nhanh chóng tăng cao lên, chỉ chốc lát đã vượt qua nhiều linh sơn khác, đỉnh núi cắm vào giữa mây mù. Đây là tác dụng của Thuần Dương Linh Mạch bậc 9, nó đưa tới vô cùng vô tận địa khí nuôi dưỡng linh sơn, phụ thổ tất cả trong núi, làm cho Quan Tinh Phong điên cuồng sinh trưởng. Qua hơn nửa ngày, tòa linh sơn này mới ngừng sinh trưởng. Lúc này đây, nó đã áp chế tất cả các đỉnh núi khác vô cùng cao, mây mù gần như bị ép xuống chân núi. Đỉnh núi xuyên qua giải sắt khí ô chọc ở trên bầu trời, hình thành một mảng linh sơn ở trên không trung vô cùng đồ sộ. Hoàng Tuyển Ma Tông từ trong tất cả các đỉnh linh sơn trong Thập Vạn Đại Sơn đều có cường giả bay ra, nghẹn họng chân chối nhìn tòa hùng sơn lộng lẫy nguy nga này, không rõ là vì sao. Triều Công Thiều cũng không nhận được mà phi thường hâm mộ. Lão tuy là tiền tông chủ của Hoàng Tuyển Ma Tông, nhưng đã nhường vị, không có bất cứ quyền lợi sử dụng Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 để mà tu luyện. Lúc này, đãi ngộ của Diệp Phúc đã vượt xa những người khác trong Hoàng Tuyển Ma Tông, chỉ kém ứng tông đạo một bậc. Điều này thật khiến người ta đỏ mắt mà ghen tị. Lão tán thưởng nói, Diệp tiểu tử, tinh chủ đại điện của ngươi mới chỉ là bất diệt chi bảo, không thể chấn áp được linh sơn khổng lồ như vậy. Tốt nhất là dùng cấm bảo thì mới có thể trấn trụ số mệnh của linh mạch này. Nếu không thì nó rất có thể sẽ trốn đi, lẻn vào trong đất kìa, cũng có khả năng bị kẻ khác trộm đi kìa. Hai chữ số mệnh, số chỉ linh khí, mệnh chỉ số phận. Thánh địa bình thường đều phải có cấm bảo để trấn áp số mệnh, chính là tránh cho Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 lạc đường hoặc là bị kẻ khác cướp mất. Năm đó Hoàng Triều Đại Hạ cướp đoạt Thuần Dương Linh Mạch trong thiên hạ, tụ tập một nguồn của cải không thể tưởng tượng được. Hoàng Triều khổng lồ này đã dùng kiều đỉnh trấn áp linh mạch, trấn nhiếp các thánh địa, khiến quần hùng cúi đầu xưng thần mà không dám có dị động, không dám có tâm tư rình mò đám linh mạch kia. Đó chính là trấn áp số mệnh. Trong Hoàng Tuyển Ma Tông cũng có Thần Dương Linh Mạch bậc 9 do cấm bảo Luân Hồi Thiên Bàn trấn áp, đồng thời uy hiếp quần hùng. Diệp Húc cân nhắc một lát, Hàn Trác Cung và Nghệ Hoàng Kim Tiễn chính là cấm bảo. Tuy uy năng của cung Hàn Trác bị tổn hao nhiều, nhưng dùng để trấn áp số mệnh cũng là đủ. Cây cung tên này với thực lực của hắn còn chưa thể sử dụng. Hắn lập tức lấy nó ra, chỉ thấy tế đàn mang theo Hàn Trác Cung và Nghệ Hoàng Kim Tiễn bay lên, rơi lên trên Quan Tinh Phong. Ầm một tiếng, tòa núi này lập tức bị đè xuống hơn ngàn mét. Đám người Diệp Húc, Triều Công Thiều và Già La Minh Tôn cùng ra tay liên kết nhánh Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 này với cấm bảo. Chỉ thấy cung Hàn Trác lập tức bắn ra hàng tỷ luồng tiễn quang màu vàng, tiễn khí phóng lên cao
xuyên thẳng đến thiên ngoại, có thể nói là bảo tướng vạn thiên, không ai có thể di động. Đám người Triều Công Thiều, Già La và Tu Đề ngơ ngác nhìn toàn Linh Sơn và Cấm Bảo. Thật lâu sau, Triều Công Thiều mới thở dài, hạ giọng mà nói: "Hiện giờ Quan Tinh Phong đã thành thánh địa thứ hai của Hoàng Tuyển Thánh Tông ta rồi. Thiếu Bảo, người châu báu đã thành rồi." Tòa Quan Tinh Phong này dưới có Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 phụ thổ Linh Sơn, trên có Cấm Bảo, Hàn Chắc Cung và Nghệ Hoàng Kim Tiễn chấn áp số mệnh hưng thịnh, chứng tỏ Diệp Phúc đã không còn là một vu sĩ nho nhỏ, không còn là một đại vu bình thường mà đã là đầu sỏ. Lúc này Triều Công Thiều nhấc Linh Ẩn Phong lên, đưa nó đến Quan Tinh Phong, nghiêm nhiên một dáng an cư lạc nghiệp ở nơi đây, với tư thế có đánh chết cũng không chịu đi. Mà ba người Già La Minh Tôn, Tu Đề Minh Tôn và Bảo Hiền Minh Tôn cũng tự mở động phủ ở trên Quan Tinh Phong, dắt linh khí và Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 để mà tu luyện. Thuần Dương Linh Mạch hoàn chỉnh có thể sản xuất linh khí ngày càng không ngừng, đủ cho mấy vị nhân hoàng tu luyện. Diệp Phúc cũng chẳng để ở trong lòng. Hắn không có khả năng chấn thủ quanh năm ở Quan Tinh Phong, có đám người Triều Công Thiều và Già La tọa chấn cũng đủ để Quan Tinh Phong không bị người ngoài rình ngó. Không có mấy người dám xâm nhập Quan Tinh Phong để cướp đi Hàn Chất Cung và Thuần Dương Linh Mạch bậc 9. Trong ngọc lâu của hắn còn 6 mảnh vỡ của Thuần Dương Linh Mạch, để bị hắn lấy ra nuôi dưỡng ngọc lâu, tăng phẩm bậc của nó lên, từ Hàn Ngọc Lâu 7 tầng tăng lên tới Cao Hư Hoan Hỷ Huyền Hoàng Lâu 8 tầng. Khẩu vị của tòa ngọc lâu này không hề nhỏ hơn hắn, số linh khí chất chứa trong một mảnh vỡ Thuần Dương Linh Mạch cũng đủ để tạo ra một vị nhân hoàng. 6 mảnh là có thể tạo nên 6 vị nhân hoàng, nhưng 6 mảnh linh mạch này nuôi ngọc lâu lại chẳng thể tăng nó lên 9 tầng được. Diệp Phúc đoán chừng nếu muốn cho ngọc lâu tăng lên 9 tầng thì cần ít nhất một nhánh Thuần Dương Linh Mạch hoàn chỉnh thì mới được. Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 thì hắn còn ở trong Nam Thiên Môn, nhưng hắn còn để dành cho mình tu luyện. Nếu dùng đi thì hắn chỉ có thể đau khổ giữ Quan Tinh Phong, chẳng thể nào nâng tu vi lên được. Ôi, ta vẫn là quá nghèo mà. Diệp Phúc vô tâm vô phế thầm nghĩ. Nếu có thể lấy thêm một nhánh Thuần Dương Linh Mạch bậc 9 nữa để nuôi ngọc lâu, để nó trở thành ngọc lâu 9 tầng thì thật là tốt biết bao. Nếu như ý nghĩ này của hắn bị Triều Công Thiều biết được, chỉ sợ ông cụ này sẽ bùng nổ, đánh chết hắn ngay tại chỗ. Tòa ngọc lâu có thể hấp thu linh mạch này với hắn mà nói vẫn thần bí như trước. Không biết nó được đúc nên từ thứ tài liệu gì mà vô cùng cứng rắn, còn hơn cả Di La Thiên Địa Tháp một bậc. Nên biết rằng khi rèn Di La Thiên Địa Tháp, Diệp Phúc thậm chí đã dùng tới tài liệu cấp bậc vô thượng là ngũ hành kim khí mà vẫn kém hơn tòa ngọc lâu này một chút. Có thể thấy tài liệu tạo nên ngọc lâu có lẽ đã vượt qua phạm trù của thế giới vu hoang. Hơn nữa, mỗi khi ngọc lâu mở ra một tầng, bên trong sẽ có cấm pháp tản thiên thích hợp cho hắn tu luyện nhất, khiến thực lực của hắn thủy chung ở trên những vu sĩ cùng cảnh giới. Mỗi một tầng ngọc lâu tương đương với một thế giới nhỏ ổn định. Mỗi khi ngọc lâu tăng lên một lần, thế giới mỗi một tầng lại lớn hơn một phần. Đây là những ngọc lâu bảo tháp mà các vu sĩ khác được trời ban cho không hề có. Không biết khi nào thì ta mới có thể vạch trần hết bí mật của ngọc lâu được đây. Diệp Phúc đi lên tầng thứ 5 ngọc lâu, chỉ thấy giữa tầng tầng thiên cung tiên khuyết, con rùa già Phách Khả Lão Tổ đang cổ động pháp lực vu hoàng rèn luyện thân thể cùng với thiên địa dương tam đỉnh của Hạ gia. Điều khiến cho hắn thấy kỳ lạ là con long quy này cũng rèn luyện luôn tấm bia trên lưng mình, coi tấm bia đá thành bảo vật để luyện chế. Chẳng lẽ nó không biết là càng luyện thì tấm bia kia càng lặng hay sao? Chờ nó luyện tấm bia kia thành cấm bảo thì e là nó cũng chẳng thể nâng được tấm bia kia lên. Diệp Phúc không nói gì một lúc lâu, rồi đột nhiên cao giọng nói: Lão Tổ, khi nào thì chúng ta đi cướp 6 tòa đại đỉnh để kết hợp cửu đỉnh là một đây? Cho người cấm bảo, người có thể thúc giục nổi hay sao? Phách Khả Lão Tổ đáp lại một câu rồi tiếp tục tập trung tu luyện. Diệp Phúc thở dài, hắn biết với thực lực và tu vi hiện tại thì quả thật chẳng thể thúc giục nổi cấm bảo. Ngay cả nhân hoàng đều khó có thể phát huy được quy lực, có vẻ như cấm bảo chẳng có mấy tác dụng. Hắn đi vào tầng thứ 6, thế giới phía sau mở ra, thuận lợi đi đến ngọc lâu tầng thứ 7. Ngọc lâu của hắn mở ra mỗi một tầng đều là một khảo nghiệm. Khi mở ra tầng thứ 6 thì cần nguyên thần, tầng thứ 5 cần Di La Thiên Địa Tháp, mà khảo nghiệm của tầng thứ 7 chính là dựa vào thế giới do Hạo Thiên Đại Đạo chân kinh tu thành. Hiện giờ thế giới của Diệp Phúc còn mở mang, hoàn mỹ hơn cả Hạo Thiên Đại Đạo chân kinh, vượt qua khảo nghiệm này thật dễ dàng. Hồng mông, hồng mông. Bên tai của Diệp Phúc đột nhiên vang lên một giọng nói kỳ lạ. Trước mắt hắn là một mảng hỗn độn, bên trong mơ hồ có tử khí lưu chuyển, giống như tiến vào trong một thế giới chưa mở ra vậy. Hồng mông, hồng mông.
Trong hỗn độn ở tầng thứ 7 có một âm thanh giác ngộ giống to lên. Diệp Phúc chẳng hề nhìn thấy thứ gì ở trước mặt. Khí thế hắn đẩy hỗn độn ra, từng luồng tử khí từ bên ngoài chảy vào trong thế giới của hắn. Hồng mông, hồng mông, hồng mông. Trong thế giới của hắn cũng có tiếng nói này, tử khí tuôn tràn vào, hóa thành một quả trứng lớn ở trung tâm thế giới. Tiếng nói đó phát ra từ trong quả trứng màu tím này. Tử khí không ngừng tuôn vào, chất lượng của nó thậm chí còn vượt qua cả huyền hoàng nhị khí, cực kỳ thần bí. Có một loại cảm giác như vạn vật chi mẫu, vạn vật chi sơ. Tiếng hồng mông không ngừng vang lên. Không biết qua bao lâu, tử khí trong hỗn độn hoàn toàn tuôn vào trong thế giới hình thành từ khí thế của Diệp Phúc, không ngừng bị quả trứng kia hút vào. Diệp Phúc rất tò mò, Ngọc Hoàng Kim Thân bay ra khỏi thiên đình, đến gần nhìn thì một tiếng răng rắc vang lên, trên mặt quả trứng này xuất hiện một vết nứt. Răng rắc, vết nứt càng lúc càng lớn, chỉ thấy quả trứng màu tím kia đột nhiên vỡ ra, tử khí chìm vào mặt đất, hóa thành một hồ nước dày đặc tử khí. Doạt một tiếng, một chiếc lá sen sinh ra từ đáy nước, đong đưa sinh tư, lập tức một gốc thanh liên sinh ra, chui ra mặt nước. Thanh liên từ từ nở rộ, chỉ thấy một đứa bé cuộn mình nằm trong thanh liên. Sau đó nó chậm rãi giãn tứ chi, ngáp một cái. Đứa bé này chân đạp hoa sen, đứng lên từ trong nước, một tay chỉ đất, một tay chỉ trời, khẩu khí khá là lớn, từ từ nói: "Ta là thanh đế, trên trời dưới đất duy ngã độc tôn." Thằng nhóc thối này có khẩu khí thật là lớn, vừa sinh ra đã có ý chí vấn đỉnh thiên đế, thật quá yêu nghiệt. Diệp Phúc khẽ a lên một tiếng, trong lòng khiếp sợ vạn phần. Chẳng lẽ đây là cảnh tượng khi thanh đế sinh ra hay sao? Hắn khẽ động một ý nghĩ, đột nhiên chỉ thấy thanh đế con nít này ra một tiếng phân giải, hóa thành vô số yêu văn chen nhau chui vào trong Ngọc Hoàng pháp tướng. Lần này phương thức Ngọc Lâu truyền thụ tâm pháp càng thêm kỳ lạ, lại tiến hóa ra cảnh tượng thanh đế sinh ra, khiến Diệp Phúc cảm thấy thật khó bề mà tưởng tượng. Tuy nhiên lần này lại khác với mấy tầng trước, tâm pháp của Ngọc Lâu tầng thứ 7 không phải chỉ có một thiên mà là cấm pháp của rất nhiều thiên. Đại tiểu chu thiên tinh đấu cấm pháp của chu thiên tinh cung. Ta đã được một bộ từ chỗ Thạch Tinh Hải. Diệp Phúc cẩn thận sắp xếp cấm pháp xuất hiện ở trong đầu, thầm nghĩ: Tam tương cuốn Hạo Thiên Đại Đạo Chân Kinh của Thái Dương Thần Cung, Kim Mô Tam tương chân thần. Bộ cấm pháp này ta chưa có. Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân. Diệp Phúc khiếp sợ không hiểu, cấm pháp mà Ngọc Lâu tầng thứ 7 truyền thụ cho hắn không chỉ có một bộ, trong đó có Chu Thiên Tinh Đấu Tinh Quân Tam tương chân thân, Hạo Thiên Kim Mô Tam tương chân thân, còn có Di La Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân. Mỗi một loại đều cực kỳ hùng mạnh. Cuối cùng lại có một môn cấm pháp hiện ra trong đầu của hắn. Nó vừa tràn ngập yêu khí yêu dị, rồi lại hào hào đáng đáng đại khí. Hồng mông thanh liên tam tương chân thân sao? Diệp Phúc ngẩn ra. Hắn đem tất cả cấm pháp mà mình học chỉnh hợp lại là một, sửa sang lại thành bản Vương Khai Thiên Kinh. Tu luyện một môn cấm pháp là có thể luyện ra được một tôn tam tương chân thân, cũng tức là hắn chỉ có thể luyện ra một tôn kim thân. Nhưng mà bất kể là tinh đấu tinh quân tam tương chân thân, hay là Hạo Thiên Kim Mô tam tương chân thân, hoặc Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân, hay Hồng Mông Thanh Liên tam tương chân thân, đều cực kỳ tinh diệu. Sau khi tu thành rồi thì uy lực đều vô cùng mạnh mẽ, thật khiến hắn không thể bỏ qua được. Rốt cuộc là tách ra tu luyện hay là dung hợp vào trong bản Vương Khai Thiên Kinh đây? Diệp Phúc nhăn mặt nhăn mày. Nếu tách ra tu luyện thì hắn có thể luyện thành 365 vị Chu Thiên Tinh Quân pháp tướng chân thân, có năng lực luyện thành Tam Túc Kim Mô chân thân và Hạo Thiên Đại Đế, còn có thể luyện thành Nguyên Thủy Thiên Vương chân thân và Di La Thiên Yêu Đế, còn có Hồng Mông Thanh Niên tam tương chân thân của Thanh Đế nữa. Nhưng nếu tu luyện toàn bộ thì e rằng cần thời gian không thể nào tính toán được. Hắn phải tiêu phí mấy trăm năm mới có thể tu thành 4 môn cấm pháp này. Nếu bản Vương Khai Thiên Kinh có thể chỉnh hợp đám cấm pháp đó là một, cất giữ hết những ưu điểm của chúng, uy lực tất sẽ hơn xa bất cứ loại cấm pháp nào. Nhưng khi Diệp Phúc cẩn thận nghiền ngẫm 4 loại cấm pháp này thì hắn hoảng sợ phát hiện những cấm pháp đấy không chỗ nào không phải là loại pháp môn tinh thâm huyền khung thượng cao Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh. Mỗi một loại đều tự thành hệ thống, nếu muốn dung hợp 4 loại cấm pháp này thì trong thời gian ngắn khó có thể làm được. Hơn nữa, sau khi dung hợp, bản Vương Khai Thiên Kinh sẽ biến thành bộ dạng gì, là tốt hay xấu, hắn cũng không rõ ràng. Cứ kệ đi, cứ thử dung hợp tâm pháp thành một xem có được hay không. Không thể tách ra mà tu luyện vậy. Nếu ta có thể dung hợp đám cấm pháp này, như vậy tam tương cuốn của ta hẳn nên gọi là gì đây? Diệp Phúc khơi trầm ngâm. Bản Vương Khai Thiên Kinh của hắn chính là quan sát cảnh thiên địa mở ra mà có, lại có ý kỷ niệm vị bản Vương Khai Thiên lập địa trong truyền thuyết kia.
Nếu thành công thì gọi là bản vương chân thân đi. Diệp Húc đi ra khỏi Ngọc Lâu, Ngọc Hoàng pháp tướng chấn thủ thiên đình không ngừng suy diễn cách đem đám cấm pháp đó hòa hợp làm một. Hắn trải qua sinh tử tu luyện, lúc này cuối cùng cũng nhàn hạ, cùng Kiều Kiều du sơn ngoạn thủy, tiêu dao khoái hoạt, thật như thần tiên bạn nữ vậy. Tu vi của hắn cũng không hề rơi xuống mà càng lúc càng thâm hậu, nhưng vẫn bị nhốt trong cảnh giới pháp tướng nhất phẩm, không hề tăng lên chút nào. Thấm thoát một năm đã trôi qua, Kiều Kiều trở lại thăm viếng Hàn Nguyệt Cung. Nàng tuy là thê tử của Diệp Húc, nhưng dù sao vẫn là đệ tử của Hàn Nguyệt Cung. Huống chi giờ Hàn Nguyệt Cung đã do Quỳnh Tiêu nắm quyền, có quan hệ chặt chẽ với Hoàng Tuyển Ma Tông, thù hận ngày xưa Diệp Húc cũng không để ở trong lòng. Mấy ngày nay hắn sửa sang lại một phần của bốn đại cấm pháp, hoàn thiện pháp môn tu luyện của bản vương chân thân pháp tương kỳ. Nhưng dù đã tích lũy một năm, Diệp Húc vẫn phát hiện có một chuyện khiến hắn phải mặt co mày cáo. Tu vi tiến cảnh của hắn càng ngày càng chậm. Tư chất của ta kỳ thật chỉ là Ngọc Lâu 7 tầng, hiện giờ tu luyện đến tam tương cánh đã đạt tới cực hạn rồi. Diệp Húc thở dài. Ngọc Lâu Thiên ban cho hắn chính là thanh quang Hàn Ngọc Lâu 7 tầng, bị tòa Ngọc Lâu trong đan điền kia đánh nát. Hàn Ngọc Lâu 7 tầng đại biểu cho tư chất của hắn. Nếu không có gì bất ngờ thì hắn chỉ có thể tu thành thiên địa pháp tương kỳ, không có cách nào tiến lên tam bất diệt cảnh được. Thiên đạo dựa theo tư chất mỗi người mà ban thưởng Ngọc Lâu. Ngọc Lâu đại diện cho tư chất và tiềm lực của vô sĩ. Tỉ như vô sĩ đạt được Long Độ Phạm Biến Lâu 3 tầng thì chỉ có thể tu luyện đến tam đan cảnh. Muốn bước vào tam thai cảnh và những cảnh giới cao hơn thì gần như là không có khả năng. Khi ở Liễu Châu, Diệp Húc vốn thông qua thông tâm thần kính kết nối với thiên đạo, đạt được thiên đạo tán thành mà ban cho Thanh Ngọc Hàn Quang Lâu 7 tầng. Có nghĩa là hắn có được tư chất và tiềm lực tam tương cảnh. Tuy rằng Ngọc Lâu mà thiên đạo ban cho đã bị Ngọc Lâu tồn tại từ khi hắn mới sinh ra trong đan điền kia đánh nát, nhưng tư chất của hắn là cố định. Hắn chỉ có tư chất và tiềm lực tam tương cảnh. Giờ đã tu luyện đến tam tương cảnh là đã đạt tới đỉnh của tư chất và tiềm lực hắn. Tư chất và tiềm lực của hắn đã sắp hết, bởi vậy tu vi tiến cảnh mới càng lúc càng chậm, gần như là không có tiến triển như thế. Tam tương. Diệp Húc cất bước đi vào động phủ của Già Lam Minh Tôn, định hỏi xem lúc trước vị đại Minh Tôn Vương này tu luyện tam tương cảnh như thế nào. Trong động phủ, hai vị Minh Tôn là Tu Đề và Bảo Hiền cũng đang tụ tập một chỗ, thảo luận xem làm thế nào mới có thể mở ra hàng rào của Luân Hải thứ 9 để trở thành nhân hoàng ma tộc. Tam tương cảnh có 3 tầng cảnh giới. Tầng thứ nhất chính là pháp tương kỳ, lấy cấm pháp ngưng tụ ra pháp tướng. Một môn cấm pháp tương đương với một pháp tướng chân thân, uy lực gấp trăm ngàn lần nguyên thần. Già Lam Minh Tôn nghe được nghi ngờ của Diệp Húc, lúc này ôm mồm nói: lúc trước cần sư dạy ta như vậy, nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp tự nhiên. Trước do cấm pháp ngưng tụ pháp tướng, sau dùng pháp tướng pháp địa tướng, cuối cùng tu thành thiên địa pháp tướng. Diệp Húc giống như đang nghe thiên thư, không hiểu ra sao. Lời mà Già Lam Minh Tôn nói quá mức sâu sắc huyền bí, khiến hắn không thể lý giải. Tu Đại Minh Tôn cười nói: chủ công, pháp địa thiên tam tướng, pháp tướng lấy cấm pháp làm cơ sở, lấy nguyên thần làm trung su, và địa tướng lấy pháp tướng làm cơ sở, thiên tướng lại lấy địa tướng làm cơ sở. Lời của hắn đơn giản rất nhiều, chẳng qua là ngưng tụ luyện ra tam tương chân thân như nào, Diệp Húc vẫn chưa có khái niệm cụ thể. Bảo Hiền Minh Tôn cười nói: chủ công, chỉ nói cũng vô dụng thôi, ngài nhìn thiên địa pháp tướng của chúng tôi một cái, hơn phân nữa là sẽ lĩnh ngộ ra điều gì đó thôi. Hắn khẽ động tâm niệm, một khối pháp tướng chân thân đầu châu thân người đi ra khỏi cơ thể. Đây là một vị cổ ma tộc cao tới vạn trượng, ma khí tung hoành, quanh thân có vô số ma văn đen đỏ giao nhau, lỗ mũi phun lửa, dưới nách sinh gió, chân đạp sấm chớp. Pháp tướng của Bảo Hiền Minh Tôn đột nhiên thu nhỏ lại nhanh chóng, hóa thành một tiểu quái nhân đầu châu chưa cao tới một trượng. Lập tức vô cùng vô tận địa khí trào ra xung quanh tiểu quái nhân đầu châu này, tái tạo chân thân, lại hóa thành một cổ ma cao vạn trượng. Đây chính là địa tướng chân thân của Bảo Hiền Minh Tôn, tìm hiểu đất đai thâm hậu vô lượng, nặng và vững như đất, làm cho người ta có cảm giác như nó có sức mạnh vô cùng vô tận vậy. Bảo Hiền Minh Tôn lại diễn hóa ra thiên tướng chân thân, địa tướng chân thân, thu nhỏ lại nhanh chóng, từng đạo vận lưu động trên thiên tướng chân thân, làm cho người ta có cảm giác như núi cao ngưỡng chừng, đại đạo vô lượng. Hai vị Minh Tôn Già La Tu Đề cũng diễn hóa thiên địa pháp tướng để giúp Diệp Húc lĩnh ngộ. Qua thật lâu sau, Diệp Húc thở dài rồi đi ra khỏi động phủ của Già La Minh Tôn. Tuy ba vị Minh Tôn đã thi triển hết chỗ tinh diệu của thiên địa pháp tướng ra để hắn có thể cảm nhận thể ngộ, nhưng vẫn chẳng thể giúp hắn đột phá được xiềng xích tu vi.
Triều sư bá có thể dạy bảo ra được vị cao nhân như là Ứng sư huynh, trên phương diện truyền đạo thụ nghiệp chắc có chỗ độc đáo riêng. Diệp Phúc lại đi lên Linh Ẩn Phong thăm hỏi Triều Công Thiều, chỉ thấy ông cụ đang cùng vài vị thái thượng trưởng lão tề tụ uống rượu mua vui. Diệp Phúc vội vàng bái kiến mấy vị sư thúc sư bá, nói ra nghi hoặc của bản thân. Thái thượng trưởng lão của Tiểu Yến Sơn Khúc Đình San cười nói: Tam tương chân thân thì chỉ cần tu luyện từng bước theo cấm pháp, như vậy thì tự nhiên có thể luyện thành, cần gì phải đến hỏi người khác như vậy. Sai rồi, sai rồi. Tam tương chân thân chính là nền tảng cho tam bất triệt cánh, tam hoàng cánh, tuyệt đối không được qua loa. Nếu có chút sai lầm khi tu luyện tam tương cảnh thôi thì sẽ khiến cho kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bị nhốt lại cảnh giới này, cả đời cũng chẳng thể tiến lên những cảnh giới cao hơn được. Thái thượng trưởng lão của Thanh Thú Phong Yến Tư Nhiên cười nói: Đều nói linh tinh. Triều Công Thiều uống đã say khướt, thổi dâu trừng mắt kêu lên: Theo lão phù thấy ấy, ba cái cảnh giới tam tương cảnh này vốn chẳng cần để ý tới làm chi, cứ tự nhiên như vậy là sẽ tu thành. Mấy vị trưởng lão đều tự nói ra ý kiến của mình, đều là kinh nghiệm tu luyện mà lại khác biệt rất lớn. Ai cũng cho rằng phương pháp tu luyện của mình là chính xác, của kẻ khác là sai. Mùi lửa dần dần đậm lại, làm cho ai nấy đều đỏ mặt tía tai. Cảnh tượng uống rượu mua vui lúc trước đã không cánh mà bay, suýt nữa thì còn xông vào đánh nhau nữa. Diệp Phúc trợn tròn mắt, chỉ thấy đám lão quái vật kia bắt đầu quăng chén, lật bàn, e là sắp đánh nhau tới nơi. Hắn vội vàng cáo từ, thầm nghĩ: Thể ngộ tu luyện tam tương cánh của bọn họ đều không giống nhau, chẳng lẽ tam tương cánh không có hình thức tu luyện cố định hay sao? Lúc trước hắn nghi hoặc khó hiểu, giờ hỏi nhiều người như vậy đã khiến cho Diệp Phúc cần đến phương pháp tu luyện tam tương cảnh, nhưng mà nghi hoặc vẫn khó có thể giải đáp được. Diệp tiểu tử, sao ngươi không đến hỏi tông đạo ấy? Trên đỉnh Linh Ẩn Phong kia đã bắt đầu đánh nhau túi bụi, Triều Công Thiều ép đám thái thượng trưởng lão khác vội vàng kêu lên với Diệp Phúc. Diệp Phúc bừng tỉnh đại ngộ, vội vàng hô to: Xin đa tạ sư bá. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 129 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở tập 130 sắp tới.